Thì vừa qua trong 2004 và chúng vào cái tháng 4 là cũng ngày lễ của Phật đản, thì xuất hiện một vị là Minh Tuệ. Thì đầu đổ trời chân đạp đất mà đi từ Trung ra Bắc, và đi mò là trong thời kỳ mà khi vào đời thì cũng có làm ăn, rồi cũng có đi bộ đội. Rồi trong cái rằm tháng 7 đó thì ngài đó ngộ được cái, nghe được cái về Phật pháp, về của Phật Thích Ca đó, thì ngài mới vào chùa tu tu. Nhưng mà trong 2 tháng thì thấy là tình hình nó không có hợp, nên ngài mới là về núi Sạn này thì ẩn thân, ngài tu cũng 2 năm. Thì trong thời gian đó là cũng được 3 năm. Thì 3 năm sau là đi hành trình, là đi bộ là bằng chân đất và đầu trần, đi từ Trung ra Bắc, Nam Mô A Di Đà Phật. Và ăn một ngày một buổi không có nhận tiền, mà ngủ đình, ngủ chợ, ngủ bụi, ngủ bờ, ngủ Gò Mã, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà trong cái bao nhiêu 2000 năm trở lên này mà chưa có một vị nào mà hành hành được những cái hạnh đầu đà như vậy. Thì trong khi xuất trình đi được 3 năm trời ấy, thì trong cái tháng 4 này xuất hiện, thì tất cả một cái luồng ánh sáng hào quang của Phật chiếu vào một cái căn kiếp của vị là Sư Minh Tuệ này, xuất hiện là một vị nhân trong cái thời kỳ mạt pháp này. Thì ngài đã đắc được kim thân nha, nó cư trần bất nghịa nhiễm, là người tánh đã diệt dục hết, ngộ hết, là tứ đại giai không, không còn vướng mắc một cái gì nữa. Là ngài tu theo hạnh của Thích Ca, theo Phật Thích Ca, theo ngài Thích Ca. Thì tôi cũng trình qua là các cái nhà sư nghe cho rõ nghe chưa, không phải tu theo các chùa của mấy ông nghe. Hạnh đầu đà mà mấy ngàn năm qua, năm xưa trở lại đây, chỉ có một vị này là tiền căn nhiều đời kiếp trước có tu, là một vị tiên sư ở trên xuống, xuất thân xuống nha, cái hồn thiên ngày hôm nay đã giáng xuống một cái kim thân của là ông Minh Tuệ này, thì mới hành được, hành trì được như vậy. Và trong cái sự hành trình đi như vậy thì tất cả là cô bác anh chị em cộng đồng mạng người ta kính ngưỡng, ngưỡng mộ vì cái sự hành trình của ông và tu theo hạnh đầu đà. Mà trong khi ngài đã phát ra là những 40 giới luôn, mà bởi vậy trong nước ngoài người ta ngưỡng mộ ta, là từ các đạo giáo nha, bên Phật giáo nha, bên Cao Đài nha, bên Chúa nha, người ta vẫn công nhận một vị này thánh nhân xuất thế. Để màn 39 chốt này chỉ ôm một cái nồi cơm điện đi thôi, tứ đại gia không có si văn tê có si Phật tâm không ai như Phật. Dạ, kính thưa cô, cho con hỏi là tại sao mà hồi xưa ngài Ma Ha Ca Diếp thì ổng đi khất thực ôm cái bình bát để mà đi hóa duyên, sau này lại là có sư Minh Tuệ ra đời là ổng không có bưng cái nồi cái bình bát mà ổng lại bưng cái nồi cơm điện, là cô giải cái ý nghĩa ra sao? Nam mô A Di Đà Phật. Bởi vì ngài tiền kiếp của ngài có tu nha, theo ta được biết là một vị tiên sư ở trên xuống đó, là một cái hồn thiên đó. Thì trong đó là trời đất cũng biến chuyển, mà cũng do căn kiếp nha, tiền căn kiếp, sự hành trình của ta, mỗi cái người là người ta hành được. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, ông cũng là đưa ra là cái cơ để mà gạn lọc đó hả cô? Thì đây là chuyển thế, trong cái màn này á, là trời đất biến chuyển trong cái kỳ ba này, chiến chốt này, để cái hạ ngương này để sàng sảy lừa lọc
để xử phân hết tất cả. Lệnh của thiên đình mà Minh Vương thì chờ từ trong đất nước và đạo pháp này là sàn sảy hết mà, xử phân hết mà, chỉ sau này chỉ còn người hiền đức thôi. Tôi nói Minh Vương ngự chốn năm lầu mà xử người tàn bạo mà gieo sầu tóc tan, thì đấy là người ta đâu có đụng chạm tới cái Phật pháp. Nó đi đầu trần chân đất thôi, ăn xin một buổi cơm thôi là ông xưng bằng con, ông không là nhận cái gì của bá tánh bá gia và không có dám mà để làm phiền tới Phật pháp là cô bác. Cái đó là tự cô bác người ta, cộng đồng mạng người ta tín ngưỡng. Tôi thấy một vị nhân xuất thế ra đời mà cái sự hành trình của ngài tất cả rồi lấy bao nhiêu mà chịu nước mắt của người dân, là những con tim của người dân phải rúng động, phải làm gian động cả một cái đất nước một bầu trời này. Từ cái các đạo giáo người ta vẫn là công nhận là tu chánh pháp tứ đại hay không, mà các nhà sư chùa có hành được hay không. Và tôi xin báo cáo là đây là tu theo ngài Phật Thích Ca nha, lời theo lời Phật dạy, không có dính dáp gì, không có động chạm, không có động chạm gì đến là Phật giáo nha. Thì hôm nay là Thích Văn Quang á phỉ bán ông ta là một cái thằng ba trợn, ơn cái đầu cơm điện đi. Ô kìa là thấy thánh nhân rồi, nó cũng là ba trợn. Cái vị sanh thánh nhân xuất thế rồi, nó cũng là ba trận là về tu di, tà tu di. Trời đất ơi, sự trả giá của ông đó, cái sự giảng của ông đó hả, cái sự hành trình giảng pháp của ông á, tạo ra một cái vị Phật sư nè, một vị Phật là hình á, tượng của ông nha. Ông là Phật phải không? Ông á, đúc một cái tượng là hình dạng của ông lễ một cái chùa Phật Quang. Và giảng này, những lời giảng của ông á, là thu phục biết bao nhiêu là cái Phật tử nha. Rồi bao nhiêu là một cái thanh thiếu niên và học sinh nha, cả ngàn cái dạng nha. Ông á, là đưa ra một cái lực của ông á, đe dọa, gây gớm khủng khiếp. Hoàn toàn là không có nằm trong cái giáo của Phật. Và còn sửa đổi cái giáo thì tà dâm nữa, cái giới tà dâm nữa. Tất cả nếu người nào phản bội ông là phải chết lửa, chết cháy, chết nước. Cái lực này ở đâu có vậy? Cái lực tà dâm của ông phải không? Đạo tặc của ông phải không? Ngày hôm nay đã phơi bày trên cái cộng đồng mạng này hết rồi. Hả? Hãm hại các sư cô mà có thai nữa, phá thai. Bây giờ ông còn trên cộng đồng mạng nói ông còn có quan hệ với con Phương Trinh, phá thai hai lần đó. Trên bệnh viện đó, đâu đó, người ta có giấy tờ chứng tờ hết rồi, nó còn phỉ bán ông Minh Tệ này nữa. Là con Phương Trinh thầy trò của ông dám xúc phạm thì cái này hậu quả đó. Ông nói là hậu quả đó, ông giảng pháp ông nói là nhân quả đó. Bữa nay nhân quả rồi, trả cho ông rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thưa cô, cho con hỏi một câu là tại vì sao á mà người ta kêu bằng cái gương chiếu yêu mà sư Minh Tệ ra cái cơ như vậy, là tại sao mà lại là mấy ổng lại đấu khẩu với nhau quá trời? Nam mô A Di Đà Phật. Thì bây giờ xuất hiện một cái sư Minh Tệ như vậy là một cái màn này, là một cái màn thi và để cho thiên đình xử phân tất cả các chúng sanh và cái Phật pháp này hả? Tà văn bữa nay nó lộ mặt hết. Mấy cái mà Mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là một cái lò bát quái nha. Lò bát quái thiêu rồi rụi đốt hết cái bọn mà tà văn tu giả, tu tâm tu tánh tu lòng chứ đừng tu tướng mà hồng đắc chi. Mấy thằng xàm tăng đó, trong đó cũng có một vị Thích Nhật Tiền.
với là ông sư cúng nhà, cúng nhà cúng luôn thân thể xác tiền tài vật chất nhà cửa đất đai cúng hết luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Quá nhà sư mà còn mê, quá mê, mê danh mê lợi mê tình, mê nào cũng khiến hồn linh đọa đày. Nhưng mà tôi nói ông thích cúng nhà đây nha, nó còn một cái tổ chức này là thật là kinh khủng nha. Nó không có là phải cái giáo này, cái giáo pháp của Phật nha, nhưng mà cái giáo pháp này của ổng đặt ra là một cái tổ chức của ổng, một cái thế lực ngầm này nha, để hại bao nhiêu Phật tử và những cái con em của gia đình là thanh thiếu niên và học sinh nha. Nếu người nào phản bội, nếu cha mẹ người nào cấm cản là coi cha mẹ đó là giặc, là ông giặc hay là tất cả những cái chúng sanh giặc. Đó, ông là một phần giặc đó, tôi nói cho biết. Đó, phá đạo kỳ này làm ô uế, làm quen ố một cái Phật pháp Việt Nam của chúng ta. Xàm tăng ma thăng không à, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi á, còn lại một thích nhặt tiền. Nam mô A Di Đà Phật. Thì tôi cũng biết qua Phật pháp, tôi thì về tâm linh nha, tôi là du di chánh pháp thôi, nhưng mà tôi cũng biết qua cái giáo lý của Phật 2,000+ giới nha. Nếu các vị được bước vào chùa tu là cắt ái ly gia phải không? Mà tại sao Phật học mà đem cái giáo lý ăn ái chồng vợ quan hệ gì mà dâm dục đi vô nói để mà phát biểu cho Phật tử, giảng giải cho Phật tử nghe hả? Ông là phàm phu tục tử phải không? Ông còn là chê ông Minh Tệ là chưa giữ giới làm sao đi đến tâm linh hả? Tâm linh là sao? Tâm linh mấy ông cũng biết tâm linh nữa hả? Tâm linh nhiệm màu Phật pháp vô vi phải không? Ông cũng, mấy ông cũng biết nữa hả? Chứ tôi thấy là mấy nhà sư á, chùa chiền á, bên Phật giáo do tâm linh là mới tính. Ông giữ được bao nhiêu giới mà ông đem cái giới dục ái ông vô đem ông giảng cho bác già bác tánh, người ta chồng vợ ở bên ngoài người ta ăn ái tu theo đạo tứ nhân, đạo vợ nghĩa chồng nó dòng nhà nam, mà ông đem vô cái trong chùa, ông đem cái trời ô uế ông vô ông nói trong cái cửa miệng của ông hả? Ông tu cái gì? Ông tu cái gì? Ngôn ngữ người tu cẩn ngôn cẩn hạnh, đạo phải hành sửa tánh trao tâm. Mình nói là mình nói pháp không nha, mình không sân si, mình không phỉ báng, mình không xúc phạm tới một người khác. Người ta theo tu theo cái giới của Phật, người ta có động chạm mấy ông đâu, mấy ông chơi phỉ báng người ta, mà mấy ông tu được cái gì? Cái giới ông giữ là có 5 giới mấy ông chưa giữ được nữa hả? Xàm tăng không à, mấy ông bây giờ nên sám hối đi, nhật từ sám hối đi. Còn cái ông chân qua ông mà thích cúng nhà đó thì tôi cũng đề nghị yêu cầu là trong cái giáo Phật giáo tỉnh Bà Rịa chúng ta là trung ương phải loại trừ ra cái ông chân mà thích cúng nhà này, và nó còn phạm tới cái dâm dục nữa cả. Chưa vô cái cửa chùa mà dâm dục, tiền bạc tiền tỷ tiền này ở đâu ra à, các ông phải làm gương mẫu cho bá tánh bá gia và cho chúng sanh là biết rõ ràng cái tội của nó, đuổi nó ra khỏi nhà chùa. Rồi tôi cũng còn cầu yêu cầu chính quyền là phải điều tra, phải là xử lý, hỏi làm cái gì tổ chức gì mà tiền tỷ tiền vàng tiền tỷ hả, vàng rồi mấy chục cuốn sổ nữa, cái đây là lừa đảo lường gạt đạo tặc. Đem vô một cái cửa chùa bây giờ làm ô uế chưa? Các ông mà không xử lý giáo trung ương này mà không xử lý, không loại trừ cái ông trang quan này thì tôi bảo đảm từ đây về sau chùa đóng cửa nghe chưa, không có ai tin tưởng là tín ngưỡng nữa đâu. Chùa là chỗ trang nghiêm thanh tịnh là giải thoát tất cả, nhân từ bác ái đức độ từ bi cứu độ quần sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Các ông mà học cái 6 chữ mà Nam mô A Di Đà Phật các ông còn chưa hiểu được nữa mà,
đó, ông có biết không, một cái vị minh tuệ, thầy minh tuệ như vậy người ta đã được vượt qua một là tôi sẽ trả lời cho các ông mà hiểu rõ là sáu chữ Di Đà nha. Nam là tâm phải thanh tịnh nè, mô là không tham dục lợi danh nè, a là không có tích chữ tinh khí nuôi tình dục, di là đức dứt đắn đo giữ báo lành, đà kim sanh thân bất loại bất hoại, là cái vị minh tuệ ngày hôm nay ta đi đến được là năm mức đó rồi nha, kim thân rồi, ngày hôm nay ổng đã đắc kim thân rồi đó, đã báo cho các vị biết. Mà tất cả vừa chánh quyền vừa các nước các giáo đạo người ta công nhận một vị là tu chân chánh, mà các ông dám xúc phạm thì ngày hôm nay phải trả giá. Bởi vậy tà gian này á, rồi nó lòi ra hết, tu giả tu thật nó lòi ra hết. Bữa nay là chùa chiền này là mất uy tín hết rồi, làm ô uế cửa chùa hết rồi. Đà kim thân sanh bất hoại, Phật là xá lợi hiện vô sanh. Đấy, ổng chỉ còn là Đức Phật chứng thọ ký cho ổng nữa là nha. Thì một ngày gần đây ổng vẫn ẩn tu nha. Phật Sư Man Thi, Phật Sư Quan Thi, Phật Sư Quan Thi, Phật Sư Mô, Phật Nam Mô, A Di Đà Phật, Mô, Phật Mô. Thì cái sự hành trình của ổng thì mình cũng hiểu biết và đoán được. Thì trong thời gian sau này là ổng thể biến chuyển thôi. Và cái sự mà học hành của ngài là tham thiền nhập định thì trong 3 năm nữa là ngài mới xuất thế ra độ cứu đời rồi. Bây giờ sự hành trình này là cũng có một ngài Phật Thích Ca này cũng chuyển điển quang nha, sứ mạng nha, đây là sứ mạng thiêng liêng nha, thiên nhiên nha, thiêng liêng của trời đất, của Phật Pháp kỳ này. Đốt rồi thiêu mà cái lò bát quái này thu phục hết bọn tà ma yêu quái, xàm tăng ma tăng, mượn danh mượn đạo tạo đời, làm ô uế cái Phật Pháp. One tea, fussy, one tea, fussy, one day, fussy, one tea, one tea. Thích nhặt tiền đúng không? Nên sám hối là tu học lại đi nha. Ăn nói phải ngôn ngữ, nói bằng cái pháp, nói những lời sạch sẽ, thanh tao vào cái cửa miệng của mình. Không có phát ngôn bừa bãi mà đem mà dục ái đem vô cái nhà chùa nha. Ô uế nha. Các ông thì phàm tăng thôi, các ông ra đời đi. Ra đời hoặc là ông về cái khoa học á, phụ khoa rồi đó. Ông về học ngành đó rồi để ông độ mấy cái mà ở xã hội này về chồng vợ đó, ăn ái đó. Phàm tăng, phàm tục, phàm phu tục tử không à, mang cái chức thượng tọa. Còn mình nhận đức rồi thôi cũng giảng tục. Còn đem vô cửa chùa mà giảng tục không à, kêu gọi tục tiểu. Thì trên Phật giáo thì cũng giảng một năm giảng thôi, cũng là ăn xá cho nhận đức đi nó tội nhẹ. Mô Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Bất Si Quan Thế, Bất Si Mô Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa cô, thì mà cái hạnh đầu đà là không nhận tiền của nhà sư Minh Tuệ, là con không nhận tiền. Rồi dưới một cái bên các nhà sư thích cúng nhà thì cúng cái nhà rồi đi ra chùa ở, hay là cúng đất đủ thứ cho, thì bên nào chánh bên nào tà cô? Trời ơi, thì cái đạo tặc đó, thích cúng nhà là nó đạo tặc đó, nó dâm tặc đó, nó mượn cái cửa chùa nó làm ô uế đó, làm quen ố cái cửa Phật á, thì cái thằng này đâu có dụng nữa, xóa sổ nó đi, loại trừ đi, nó làm là độc hại, là khủng khiếp cho một cái sanh chúng, một cái Phật tử, một cái thanh thiếu niên mà nó tổ chức cái hàng ngàn hàng trăm. Đây là một cái tổ chức ngầm, thế lực ngầm nghe chưa? Hồi nãy ta nói là theo quy giới lực của nó là nó đặt ra là phải trung thành, ha?
nhà cửa đất đai tiền tài vật chất là cái thân mạng phải giao nộp cho nó luôn. Thì các Phật tử này ai cũng sợ hết, nên đem cái giới luật này, nếu mà phản bội này, lửa cháy nè, lửa đốt thiêu nè, nước nước lửa này ha, nước thì cuốn trôi nè, bảo luật nè, ghê gớm chưa. Rồi ha, phản bội thầy thành chó. Rồi đất ơi, cái thằng quỷ này nó hiện lên, nó là thằng ác tăng, chứ không có đệ tử của Phật chùa chiền cái gì mà vô đi mượn cái danh cái tiếng hả, lập cái chùa Phật Quang mà làm cái bức tượng là của Phật, của mình là Phật. Bây giờ thì các tôi cũng phiên nè, các Phật tử này ngộ đi, tỉnh ngộ lại đi nha, tỉnh ngộ đi, quay đầu về thức tỉnh là tu hiền đi, tại gia tu niệm Phật sớm chưa nè, cũng được Phật đón đưa rước về, người sẽ có liên quê đỡ gót lại lần thêm lộng phép gia tăng. Lần này lần chót cứu trần, mà lần này không tu là không còn kịp nữa. Vì ngày hôm nay là Đức Quỳnh Giáo Chủ là Phật hiện thế trong cái nước Việt Nam của chúng ta, màn này là thầy cầm cân thưởng phạt chư môn giữ lành. Còn mấy nhà sư tăng này là chỉ phàm thôi, phàm tục thôi, phàm tăng thôi, rồi cũng có về cái duyên của Phật Pháp để là mày vô tu, để giải thoát. Nó cắt ái ly gia, người tu là phải cắt ái ly gia. Mà mình là, nếu mà kinh tạng thâm nhập trí huệ như hải, thì người đó đã ngộ pháp rồi, thì cái tinh kinh tạng thâm nhập trí huệ như hải, thì mới có thể giáo huấn được một cái chúng sanh, những cái Phật tử để đi đến con đường giải thoát. Đó. Thì những người đó còn dụng nha. Và nhưng mà trong cái Phật Pháp này thì cũng có vị thiền sư, mà mấy cái vị cao tăng lớn tuổi á, thì cũng là tu về con đường chánh pháp, và như thầy của ông cha ông Thích Cúng Nhà đó cũng là kiểm điểm rồi, cũng dạy dỗ rồi. Các vị người ta đua tu đúng chánh pháp đó. Mình không phải là quơ đũa cả nắng, mình nói là cả nắm, mình nói chỉ là sàm tăng, ác tăng thôi, sàm tăng, ác tăng thôi. Và trong cái đạo giáo này cũng có các vị thiền sư ở trên, người ta cũng tu đúng chánh pháp. Ta chỉ xưng bằng con thôi, đi con xin một ngày khắc thực có một buổi thôi, con không nhận một chai nước thôi, con ngủ bụi, ngủ bờ, ngủ mã, ngủ nhà quan, có ai hành được trì được như vậy không hả? Mà lấy biết bao nhiêu triệu con tim của sanh chúng ngày hôm nay để ngưỡng mộ cái mà sự hành trình của ngài. Chỉ có người đạo người ta mới biết, người ta có được tỷ thiệt tăng ý, nhãn nhĩ tỷ thiệt tăng ý, người ta tham thiền nhập định, người ta đã có sự học hành, có sự trình độ, có cái đạo pháp, người ta cũng lâu năm rồi, ta là hành chánh pháp nên là được cái quyền di ở trên nó ban sắc lệnh, ấn lệnh xuống, người ta cứu đời, ta tiên đời nhắc đạo, ta cứu những cái bệnh hoạn bị những người hại làm lạc, cũng như tôi đây nè, làm lãnh sứ mạng bên Phật mẫu đó. Nó đắc vũ pháp chân truyền Phật mẫu mà. Chiếu linh quang soi thấu kiếp căn. Thì diệt trừ nghiệp quả hồng trần, mà siêu phàm nhập thánh, siêu thăng linh hồn. Mình tu chánh pháp thì mình được cái quyền di trên mẹ để dụng mình, cũng như một cái người là ví dụ mình ở xã hội đời, mình học lên từ cấp đời được thầy giáo, cô giáo, hiệu trưởng đó, thì tiến sĩ và học bác sĩ, Phật bác học, hoặc là bác sĩ. Còn những người mà về cơ quan thì người ta cũng cấp bậc công an, chủ tịch. Thì bên cái Phật pháp tâm linh này nó cũng có ngôi thứ nha. Nó sự hành trình mỗi người có cái căn kiếp nha, một cái duyên số do nơi căn kiếp của mỗi người. Nhiều người ta có là tu nhiều kiếp rồi nên ta xuống trần này ta phải xuống, là có người có mắc nợ trần thì trả cái nghiệp nợ xong rồi, người ta cũng hành trình theo Phật pháp để người ta tu hành.
Thầy kể rồi về. Dạ kính thưa cô, cho con hỏi thì trong giáo lý của thầy cũng có nói câu là tuồn xưa kia mà sắp đặt đã lâu, phải chuyển xây trái đất một bầu, đặng lừa lọc con tiên cháu Phật gờ một nơi để sửa sang tươm tắt, thưởng phong người cùng giặc thưởng ba người đó cô. Rồi nó mình gờ gom về một nơi tươm tắt là gom về ở đâu ấy cô? Thì gom cũng tại cái thế gian này chứ đâu, nơi nào kính mẹ sớm trưa nó đó được phước thừa bình an, mẹ bảo toàn nơi đó được vững vàng mưa gió thuận hòa. Như là gom người về... nào có tâm có tu có biết cầu nguyện thì có Phật trời bố ban độ nơi cái cảnh chỗ mình ở là được bình an. Sao mà nước lửa này kia đạn bom đồ đó rồi sau này nó có cái cục chiến tranh xảy thì ra đã nói cô. Rồi thì đã nói rồi nè, gom về bốn ông thẻ đó, đường không cô. Người nhà bích lối ra đã có rồi nha, tại đó mình là biển dông to, biển đông có giặc nè, rồi sau này 7 ngày đêm bật lối trời trăng nè, thì cũng như Quan Âm Bồ Tát á, đùng đùng 3 tiếng nổ vang tối tâm trời đất càng khôn xoay tròn, lúc đó âm dương bật hết, người chết trú vật tiêu luôn, người có căn sống nằm mặt đất, người vô căn lấp đất trong liền chết muôn dạng kiếp điên. Thì lúc đó hàng ngày sa số linh dược của bà đã nấu sẵn rồi mới quà mê con trẻ trở lại, già mới quá trẻ, trai gái như trai gái đôi mươi, khác tiếng nói khác tiếng cười, các con của mẹ có căn nằm đê mê trên mặt đất này, còn những người không có căn là lấp đất chôn liền. Ghê quá. Đó thì mẹ mới có một bầu linh dược, mẹ mới hòa thăm con trẻ mới sống lại hết, mà khác tiếng nói khác tiếng cười, thay hồn đổi xác, già quá trẻ như trai gái rồi mươi. Mẹ nói con nào cũng có tánh tham, tham ăn tham uống rồi làm việc ngu, lấp thân con cho mờ tánh sánh, nhưng mà có bà đây dẹt ánh mây mù, bà đây mới vô tấu tình với cha, cha thương rồi cha mới độ thứ tha cho con trận này, chứ 2000 là để như là tận diệt rồi đó. Nhưng mà cha ăn xá đến ngày hôm nay đó, năm 2000 này, bây giờ biển lửa nè, thầy nói rồi mà, đổi nhật đổi quyệt đổi phong nè, đổi năm đổi tháng đổi trong ngày giờ đó. Đổi ông cha rồi đổi nhà thờ đổi cồn đổi bãi đổi cờ nam bang, thay đổi hết tất cả nè. Dạ kính thưa cô, thì nhiều người ta nói kiếp này mình không, mình nếu mình tu lỡ dở còn cái kiếp sau để mà có nhân duyên mình trở lại mình tu tiếp, rồi mà thầy có nói là kiếp này nếu chẳng chịu tu ngàn muôn kiếp nữa mà trốn ao tù thành bùn thành đất thành cây thảo mộc mà đứng giữa trời đó dạng kiếp thu vậy, rồi sau mình quay trở lại mình tu kịp cái những người tu mà ta không có ác, ta không có phạm thì tự gì xuống trần nghiệp ngã ra ron, nghèo khổ vất vả làm ăn lâm lụ chồng vợ cháu con đói khổ, người ta cũng ăn hiền ở lành. Còn những người chưa có là chưa tu, nhưng mà ta cũng có là ăn hiền ở lành, là đạo nhân, đạo chồng nghĩa vợ nối dòng nhà nam, đạo đó đạo tứ ân, là mỗi đứa mình chúng sanh của mình. Màn là màn đây là màn kỳ thi luôn, xuất hiện một vị thánh nhân này để ra một cái bài cho chúng sanh trả bài, người hiền người không hiền bữa nay nó lộ hết ra trong cái khẩu ngôn hết rồi, khơi bày hết tất cả trong cái đất nước Việt Nam này, mà nước ngoài người ta vẫn biết được, thi nhân thi đức thi tài đó. Vào cái cửa đạo màn này thầy mình cầm cân thưởng phạt cho môn giữ lành thi, ai rớt ai đậu màn này nè.